cái này cũng là sự cố đấy. Lớp đi lẻ đang mình không chạy cả bay, cả bạn bay ngay từ đâu cũng đi vi sắc học chúng ta là các bạn được qua một cái phần mới. Nó mới là lớp đi muốn học được các cái bài của chuyên khoa thì ta phải học các cái bài đặc điểm về tạo máu, đặc điểm về chuyên khoa vân. Thì cái đó mình sẽ học các bài mình dễ dàng hơn. Nhưng mà vì là hôm nay là bộ môn đi học thi, cho nên là mình phải dạy các bài mình ngay trước. Thế thì suy tim là một cái bài gọi là chuyên nghiệp rồi. Chưa làm, nên là biến suy tim và biến quá sâu về suy tim, quá rõ về suy tim. Và các bạn cũng vậy, vì các bạn đã từng học nội khoa và suy tim là một cái thương quan trọng trong thông tin mạch của người lớn, đúng không ạ? Không ai cần thế. Nhưng mà đối với y khoa nó vẫn còn rất mới, nó vẫn còn rất mới, vì sao quan điểm không ạ? Mặc dù nội khoa cũng rất rõ rất sâu, tại sao y khoa còn mới? Là bởi vì thế này, là bởi vì phần lớn các kiến thức mà chúng ta học ở y khoa đấy là được lấy từ kiến thức của người lớn. À, vì sao như vậy? Là bởi vì cái quần thể số lượng bệnh nhân suy tim mà trẻ em không nhiều như người lớn. Cho nên người ta không đủ số lượng để nghiên cứu rộng rãi như người lớn được. Cho nên phần lớn kiến thức suy tim mà trẻ em là người ta lấy từ suy tim bệnh của người lớn. Thậm chí phần điều trị các bạn sẽ học cập nhật rất là nhiều loại thuốc mới ở người lớn. Đồng ý không ạ? Nhưng ở trẻ em thì cũng phần lớn ứng dụng từ các nghiên cứu của người lớn. Vì sao vậy? Bởi vì bạn không thể nào ứng dụng một loại thuốc mới đến một đứa trẻ 2 tháng, 3 tháng, 1 tháng. Vì sao? Vì được. Bạn 18 tuổi trở lên bạn có quyền, đúng không? Bạn có quyền chấp nhận với đồng ý tham gia nghiên cứu. Không đứa trẻ 18 tháng, ai cho phép anh là ứng dụng một loại thuốc mới trên đứa trẻ đó khi mà đứa trẻ đó là chưa có quyền tự quyết định cho mình. Đấy, cho nên đó là lý do vì sao mà thực sự những kiến thức về suy tim trẻ em còn rất mới. Cái vấn đề thứ ba nữa mà muốn nói đến bài trong bài suy tim trẻ em đó là gì? Đó là nguyên nhân gây ra suy tim trẻ em các người lớn. Các cảm ơn. Nguyên nhân gây ra suy tim trẻ em các người lớn. Phải nói cái điều này cho các bạn thì mỗi phần hay nói rằng là ứng dụng chủ yếu nghiên cứu về sinh lý bệnh này, về điều trị này thì ứng dụng từ người lớn. Mà nguyên nhân gây suy tim trẻ em thì các người lớn, đúng không? Cho nên đây một lĩnh vực còn nó rẻ như vậy nên hôm nay mình chỉ nói một số cái thắc mắc tính chất cơ bản thôi, đúng không ạ? Và bài này nó vẫn còn rất là rộng. Học xong bài này mình muốn các bạn nắm được một số điểm như thế này. Thứ nhất là các bạn phải hiểu được tần số tim ảnh hưởng tới cung lượng tim như thế nào ở trẻ em. Ở trẻ em khi mà có các câu ở trẻ em thế đó ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng tăng hay ảnh hưởng giảm, chúng ta phải trả lời được câu hỏi này, đúng không ạ? Cái thứ hai, tiên đánh ảnh hưởng như thế nào tới cung lượng tim, và hậu gánh ảnh hưởng như thế nào tới cung lượng tim ở trẻ em. Thứ tư, triệu chứng lâm sàng nào là quan trọng để giúp chẩn đoán có suy tim. Triệu chứng suy tim ở trẻ em không hề khác người lớn. Quả tim mà suy thì nó sẽ ứ đọng tại các cái phần ở trước nó, đúng không? Và thiếu hụt cái phần ở sau đó, đúng không? Nhưng mà không phải triệu chứng nào cũng dễ dàng cảm được ở trẻ em. Ví dụ một đứa trẻ 3-4 tháng mà mút rung như thế này làm sao không bị đau và thấy được? Một đứa trẻ như mình phải dạy cho bạn tiên làm sao không ngoài cổ nó ngắn như thế này, đúng không? Làm sao bạn thấy được tử hiệu tim mạch phổ nổi được? Một đứa trẻ mà gán bình thường lớn 1-2 cm thì chưa phải được bình thường, sao là bạn sao có bay ra thành tiền tiêu hóa? Thế làm thế nào để biết được gán bình thường lớn hơn tiên chắc chắn, đúng không? Cho nên